Chào, chào các em. Hôm nay anh sẽ cùng sư tử, rùa và con gà đi chợ nhé các em ơi. Wow. Nào, chúng ta cùng chọn những mặt hàng có vào giỏ nào. Một mặt hàng này. Hay chưa các em ơi? Hai này, ba này. Bánh này, một, hai. Gói này này. À, sai các em ạ. Ai, gói nào vậy? Đây. Đấy. Gói chai giày nữa đây này. Đây. Hay chưa các em ơi? Một chai xanh xanh nữa này. Và chai Fanta. Fanta đâu rồi nhỉ các em ơi? À, thiếu một mặt hàng nữa. Đây rồi. Tuyệt vời. À còn cái kẹo nữa các em ạ. Xong. Tuyệt vời. Xong. Mở cửa ra về thôi các em ơi. Rồi. Wow. Con gà và con sư tử và con rùa này đây các em ơi. Rồi, xin chào.